Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi xin hãy gửi lời chào đến toàn thể quý ông bà chị em ở trong nhà của Đức Chúa Trời buổi sáng nay, một buổi sáng tốt lành ở trong danh Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang đứng ở trước thềm năm mới, trong tuần đầu tiên của năm 2024 này. Chúng ta biết rằng là trong dịp đầu năm thì hầu như ai chúng ta cũng nhắc đến cái từ mới cả, đúng không ạ? Người thì chúng ta có những cái dự định mới, người thì chúng ta muốn thay đổi diện mạo cho mới ở trong năm mới này, rồi người thì muốn đổi xe mới, đổi nhà mới, hoặc là chúng ta muốn có một công ăn việc làm mới. Nhưng mà có mấy ai trong chúng ta dự định đưa ra một mục tiêu nào đó để làm sao chúng ta có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời? Trong những ngày qua thì Chúa đã dạy cho tôi một điều rằng là trong năm mới này, làm thế nào để đời sống của chúng ta được đổi mới từ bên trong. Bởi vì khi chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Chúa và được đổi mới tâm linh từ bên trong, thì tất cả mọi thứ mà chúng ta tìm kiếm ở trong cuộc đời này, Chúa sẽ đem đến cho đời sống của chúng ta. Bạn đã đặt gì, đặt kế hoạch gì cho năm mới 2024 này chưa? Con cái Chúa chúng ta có đặt những mục tiêu nào cho Chúa trong tấm lòng của chúng ta trong năm mới này hay không? Nếu mà chúng ta muốn biết làm thế nào để sống cho đẹp lòng Chúa thì chúng ta có thể nhìn vào trong Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta thấy được có nhiều điều mà Đức Chúa Trời Ngài đòi hỏi con cái Chúa phải làm theo để đời sống họ được đẹp lòng Chúa. Trước khi chúng ta nói về những điều làm thế nào để chúng ta sống đẹp lòng Chúa trong năm mới này, thì chúng ta trước hết biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là đấng tạo hóa, Ngài là đấng đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Mọi sự giàu có, khôn ngoan, tri thức, hiểu biết và những gì mà con người của chúng ta tìm kiếm ở trong cuộc sống này đều nằm ở trong bàn tay của Chúa. Chúa nói rằng là bạc là của ta, vàng là của ta, trời là ngai ta, đất là bệ chân của ta. Tất cả mọi thứ mà chúng ta nhìn thấy ở trong thế giới này do Chúa tạo dựng nên và Chúa Ngài quản trị những điều đó. Khi mà tôi cầu nguyện trong ngày vừa qua thì tôi được Chúa Ngài bày tỏ cho tôi một điều rằng ngày hôm nay thế giới của chúng ta đang cố gắng nỗ lực bằng sức riêng của mình để đạt được mọi thứ trên trần gian này mà không cần có Đức Chúa Trời. Nhất là ở tại Hoa Kỳ này, chúng ta nhìn thấy có nhiều người họ không còn nhớ đến Đức Chúa Trời là ai nữa, và họ cứ bôn ba, cứ chạy theo cơm áo gạo tiền, và họ không còn thời gian để đi thờ phượng Chúa và phục sự Chúa nữa. Dẫu rằng đất nước Hoa Kỳ này trước đây vài trăm năm trước là một đất nước tin kính, có những vị anh hùng đức tin và có những vị sứ giả phục hưng mà Chúa Ngài đã dấy lên ở tại đất nước này để khiến cho cả thế giới được phước qua đời sống của họ. Nhưng bây giờ thì chúng ta nhìn thấy điều đó nó dần bị mai một đi, bởi vì có cái guồng máy cuộc sống hiện đại nó khiến cho người ta không còn thời gian dành cho Chúa và sống một đời sống mà mai một đi trong sự đẹp lòng Ngài. Cho nên Chúa Ngài nhắc nhở tôi trong năm mới này làm thế nào để cho cá nhân mình và cũng như cho gia đình của mình sống một đời sống làm đẹp lòng Chúa. Quý ông bà chị em, hội thánh của Chúa chúng ta có suy nghĩ điều này không? Làm đẹp lòng mọi người xung quanh là chuyện dễ hay khó quý ông bà chị em? Đẹp lòng tất cả mọi người xung quanh? Dạ, khó. Khó đúng không ạ? Dạ. Rồi chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng hoàn hảo, không có tội lỗi, là một đấng thánh khiết, công chính tuyệt đối. Quý vị nghĩ rằng là làm đẹp lòng Chúa như vậy là đấng vượt trên tất cả muôn loài dễ hay khó? Theo cái suy nghĩ tự nhiên của mình nghĩ rằng là wow, Chúa là đấng cao cả, thánh thiện như vậy, làm thế nào để tôi có thể làm đẹp lòng Chúa được? Nhưng mà tại ơn Chúa, Chúa bày tỏ cho tôi trong lời của Chúa rằng sống đẹp lòng Chúa tuy khó nhưng mà không phải là không thể. Bởi vì Chúa Ngài cho chúng ta thấy rằng là Chúa là Cha, là đấng tạo dựng nên muôn loài. Và đứa con muốn làm đẹp lòng cha nó tuy khó nhưng mà cũng dễ, đúng không ạ? Đứa con khôn ngoan làm vui lòng cha nó. Và khi mà cha nó vui lòng thì mọi sự mà cha có đều là của con. Quý vị có muốn rằng năm mới này mọi sự giàu có, phước hạnh ở trong ân điển của Chúa Jesus Christ sẽ thuộc về chúng ta không? Yeah. Vậy thì chúng ta hãy sống làm đẹp lòng Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17 chép rằng là vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta được
ở trong Đấng Christ thì mọi sự đều trở nên mới. Con người bề trong của chúng ta được trở nên mới nhờ có quyền năng của Đức Linh của Chúa, khiến chúng ta được trở nên một tạo vật mới, và mọi sự đều sẽ trở nên mới khi chúng ta có Chúa trong đời sống của chúng ta. Truyền đạo đoạn 2 câu 26 chép rằng: bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài, nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thu góp chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng là sự hư không theo luồng gió thổi. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa sẽ ban sự khôn ngoan, thông sáng và vui mừng cho người nào đẹp lòng Chúa. Và còn nhiều hơn thế nữa, đó là Ngài khiến cho cái người có tội, tức là cái người không có Chúa Giê-xu đó quý ông bà anh chị em, người đó phải lao khổ, thâu góp chất chứa, rồi sau đó Chúa ban những cái của cải đó cho người làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có thể đối với một số người, chúng ta không có đức tin nơi Chúa đó, chúng ta sẽ thấy rằng, ô tại sao Chúa lại bất công như vậy? Tại sao Chúa lại khiến cho cái người kia làm việc vất vả, lao khổ, để rồi sau đó đem cái của cải của người đó cho cái người đẹp lòng Chúa? Nhưng tôi tin một điều là người làm đẹp lòng Chúa, người đó không phải là người vô công rỗi nghề. Người làm đẹp lòng Chúa không phải là người làm biếng, nhưng mà người làm đẹp lòng Chúa cũng là một người có sự siêng năng, hăng hái và chịu khó làm việc ở trong đời sống của mình. Vậy thì chính tôi cũng được dạy dỗ qua cái câu kinh thánh này: người tin Chúa chúng ta cũng phải đi làm, chúng ta cũng vất vả lắm, đúng không quý mài chị em? Nhất là những người chúng ta mới qua bên Mỹ này, chúng ta thấy rằng cuộc sống cái gì cũng mới lạ hết, nhiều bất bình, nhiều khó khăn lắm. Rồi chúng ta phải chạy theo cái nhịp độ của cuộc sống ở bên Mỹ này, nó rất là nhanh. Có một số người có thể cảm thấy không quen với cái nhịp độ làm việc như vậy, và chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi trong thời gian đầu, bởi vì mình phải cố gắng, mình phải học hỏi, nắm bắt thông tin và làm sao để cho cái cuộc sống của mình nó fit với lại cái cuộc sống ở đây. Nhưng mà tôi tin rằng là sau một thời gian rồi, Chúa sẽ cho chúng ta thấy được cái phước hạnh của những điều mà chúng ta đã trải qua. Và nhất là Chúa Ngài sẽ khiến cho chúng ta được phước khi chúng ta sống làm đẹp lòng Chúa. Điều đầu tiên để chúng ta có thể làm đẹp lòng Chúa trong đời sống cá nhân của chúng ta, đó là chúng ta có sự kính sợ Chúa. Thi Thiên là 147 câu 10 cho đến câu 11 chép rằng: Ngài chẳng đẹp lòng sức của ngựa, cũng không thích chân của loài người, bèn là đẹp lòng người kính sợ Ngài và kẻ trong đời sự nhân từ của Ngài. Cảm ơn em. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài không đẹp lòng sức của ngựa, cũng không thích chân của loài người, nhưng mà Ngài đẹp lòng, hoặc là Ngài ưa thích người kính sợ Chúa. Chúa không bị ấn tượng bởi cái vẻ hào nhoáng của cuộc sống vật chất xa hoa ở trên trần gian này. Chúa không bị ấn tượng bởi những cái thành tựu hoặc là những cái thành tích của nhân loại chúng ta. Nhưng mà Chúa lại ấn tượng đối với những ai có tấm lòng kính sợ Chúa. Ở trong Thi Thiên đoạn 33 câu 18 cho đến 20 chép rằng: Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, cô đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Wow, mắt của Chúa đoái xem người kính sợ Chúa quý mài chị em. Để chi vậy? Để cứu linh hồn họ khỏi sự chết. Có bao nhiêu người trong số chúng ta đã từng sợ chết? Dạ. Tôi biết rằng những anh chị em chúng ta không giơ tay, chúng ta cũng nói có trong lòng của mình, đúng không ạ? Ai mà chẳng sợ chết. Sẽ có một giây phút nào đó chúng ta sẽ bị cám dỗ bởi ý tưởng của sự chết. Nhất là trong đợt dịch của năm 2021 vừa qua, khi chúng ta thấy dịch Covid nó càng quét khắp nơi trên thế giới này, ai chúng ta cũng cảm thấy sợ và lo lắng, đúng không quý mài chị em? Và chúng ta mong ước rằng là mình sẽ có thể vượt qua được cái đại dịch này. Cảm ơn Chúa tôi và chúng ta còn sống được ngày hôm nay, đó là nhờ ơn thương xót của Chúa. Chúa đã bảo vệ, Chúa gìn giữ và Chúa Ngài giải cứu chúng ta khỏi cái sự chết của đại dịch vừa qua. Khi nãy tôi nghe lời làm chứng của mục sư Tú nói về ơn phước mà Chúa bảo vệ, Chúa gìn giữ gia đình của ông trong tai nạn vừa rồi. Tôi biết ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài có chương trình và có dự định tốt lành của Ngài trên gia đình của tôi tới Chúa. Bởi vì gia đình của tôi tới Chúa đã giúp đỡ cho rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta mới qua bên Mỹ này. Và tôi tin rằng là bởi vì cớ mục sư Tú là người yêu mến Chúa và
yêu mến nhân sự của Chúa. Ông giúp đỡ cho nhiều người, cho nên Đức Chúa Trời Ngài ban phước và Chúa Ngài gìn giữ cho ông được khỏi những cái sự tai họa khác lớn hơn. Đôi khi tai họa nào đó nó xảy ra không phải là vô phước đâu quý bà chị em. Có đôi người nghĩ rằng là do một cái lỗi lầm nào đó mà tôi mới bị như vậy. Nhưng mà đôi khi Chúa cho phép cái tai họa nhỏ nó xảy ra để giữ chúng ta khỏi những cái tai họa lớn hơn. Vừa rồi khi mà vợ chồng chúng tôi liên hệ lại với một người bạn lâu năm với chúng tôi trước đây khi mà còn ở Việt Nam, hầu vị Chúa, đó là một sư đức ở tại Florida. Và chúng tôi muốn đến tại Florida để mà tham dự Giáng sinh cùng với gia đình tôi tới Chúa tại đó. Tại vì sau 9 năm ông qua Mỹ thì chúng tôi không có gặp nhau nữa. Thì khi mà chúng tôi quyết định là sẽ đi đến Florida để mà thông công cùng với gia đình và hội thánh của Chúa tại đó, thì chúng tôi đi đến tại Atlanta thì chúng tôi muốn dừng chân nghỉ mà tại đó. Và khi mà đến tại Atlanta sau một quãng đường khoảng chừng tầm 500 cây số thì con gái út của chúng tôi nó ngã bệnh. Và nó bệnh nó sốt và chúng tôi không thể nào đi Florida được. Và lúc đó thì tôi cũng cảm thấy nó có một cái gì đó nó khó chịu lắm, bởi vì ai trong nhà cũng khỏe hết mà riêng có đứa con gái thì nó lại bệnh như vậy. Tôi hỏi Chúa, tại sao mà Chúa lại để cho con gái của con nó bệnh như vậy? Và thế là chúng tôi thay đổi cái chương trình đó. Chúng tôi không đi Florida nữa và chúng tôi ở lại Atlanta. Sau đó thì mục sư Đức và gia đình của ông đã đến tại Atlanta để vui Giáng sinh cùng với chúng tôi. Tạ ơn Chúa, sau đó mục sư Đức về và khi mà chúng tôi ở tại nhà của người anh em ở tại Atlanta, thì người anh em này đã lấy cái đồ đo cái lốp xe hơi đó để mà đo cái lốp xe của tôi, 4 bánh xe. Thì cái người anh em này giật mình bởi vì cái lốp xe của tôi nó bơm quá cứng. Trong cái chỉ số của cái xe ô tô, lốp xe ô tô đó thì nó ghi là 51 thôi. Nhưng mà chúng tôi khi mà đút cái ống dò vào thì nó nhảy lên tới 55, có bánh lên tới 57 và 58. Người anh em lại giật mình mà nói với tôi rằng, ồ, em ơi, cảm ơn Chúa chứ Chúa không gìn giữ là nó nổ, cái xe này ở trên highway là nó nổ như bom vậy đó. Và tôi giật mình, tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa ngày gìn giữ chúng tôi trong suốt chặng đường hơn 500 cây số mà nó không bị nổ. Cho đến khi mà chúng tôi ở Atlanta, chúng tôi phát hiện ra và sau đó thì chúng tôi xì hơi bớt cho cái lốp xe nó không có bị căng cứng. Qua đó thì tôi mới cảm ơn Chúa bởi vì trong cái hòa nó lại có cái may. Đôi khi Chúa khiến cho con gái của mình nó bị trục trặc trong sức khỏe để cứu chúng tôi khỏi cái tai họa lớn hơn. Bởi vì nếu mà chúng tôi đi vơi ra thêm 800 cây số nữa đó quý vị, thì có lẽ chuyện gì nó sẽ xảy đến mà mình không thể biết trước được. Cho nên có những cái tai họa Chúa cho phép nó xảy ra là để cho chúng ta được kinh nghiệm quyền năng của Chúa và sự tốt lành của Ngài ở trong mọi hoàn cảnh cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi chúng ta gặp phước hoặc là khi chúng ta gặp họa, chúng ta hãy cứ cảm ơn Chúa quý mai chứ. Và người kính sợ Chúa sẽ luôn luôn gìn giữ tấm lòng và mối miệng của mình để luôn tôn cao Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh của mình. Chúng ta có thể nhìn thấy được tấm gương của Gióp. Ông là một người kính sợ Đức Chúa Trời và trong mọi sự ông đều là người trọn vẹn và hoàn hảo ở trong mắt của Chúa và những người xung quanh. Nhưng mà có một kẻ thù đã luôn soi mói và tìm cách để tiêu diệt ông, đó chính là Satan. Nó đã kiêng cáo Gióp ở trước mặt Đức Chúa Trời và nó đã cướp đi 7.000 con chiên, rồi 3.000 con lạc đà, 500 đôi bò và nhiều cái tài sản khác của Gióp. Và sau đó thì ông mất luôn cả 7 đứa con trai và 3 đứa con gái của ông. Nhiều cái sự cố đau lòng xảy ra như vậy ở trong gia đình của Gióp. Nhưng mà Gióp đã không phạm tội ở trong môi miệng của mình. Và ông vẫn luôn cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa ở trong những cái lúc mà đau thương mất mát như vậy. Nhưng mà riêng vợ của Gióp thì bà lại nói rằng là, ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Sau đó Gióp thì trả lời với vợ mình rằng là, ngươi nói như một người đàn bà ngu muội, ủa sao sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng cho chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng của mình. Thưa quý mài cha, trong năm mới này chúng ta không có sure, không có chắc chắn cái điều gì nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình. Đúng không quý mài cha? Chúng ta không biết trước tương lai. Nhưng mà ở đây tấm gương của Gióp cho chúng ta thấy được rằng có những cái sự tai họa Chúa cho phép nó xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta quyết định không phạm tội bởi môi miệng của mình, chúng ta vẫn kính sợ Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được giống như Gióp và chúng ta sẽ được gấp bội phần hơn, gấp đôi những gì mà chúng ta đã bị mất trước đây. Tôi tin rằng sau này Chúa sẽ ban cho một sư tú có chiếc xe mới đẹp hơn nữa. Và Chúa sẽ ban cho một sư tú có nơi nhóm lại rộng rãi khang trang hơn gấp đôi ở đây nữa.
Bởi vì tôi thấy bây giờ phòng nhóm của chúng ta cũng khá là chật chội rồi, đúng không quý mai trang? Tôi nhớ lần trước khi mà tôi đứng đây tôi chia sẻ lời Chúa thì cảm thấy không khí rất là lạnh bởi vì ít người quá. Còn bây giờ thì cảm thấy hơi nóng rồi bởi vì đông người rồi. Xin Chúa ngài cho điểm nhóm của chúng ta tại đây càng ngày càng được gia tăng nhiều hơn nữa. Xin Chúa ngài lấy những phước hạnh của ngài để bù đắp gấp đôi những gì mà chúng ta đã gặp tai họa trong những năm vừa qua. Ở trong truyền đạo đoạn số 8 câu 12 phần B chép rằng là dầu vậy ta biết rằng kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời sâu rốt ác được phước. Quý mà cho em thấy không, người kính sợ Chúa sâu rốt, tức là sâu cùng hết mọi sự, người đó chắc chắn sẽ được phước. Xin Chúa ngài cho chúng ta có tấm lòng kính sợ Chúa để dầu chúng ta ở trong thân thể này hay là dầu chúng ta ra khỏi thì chúng ta cũng hết sức để được đẹp lòng Chúa. Như lời của sứ đồ Phaolô chép ở trong Côrintô thứ 2 đoạn 5 câu 9. Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Như vậy thì người làm đẹp lòng Chúa không phải chỉ là người giữ lễ hoặc là cái diện mạo tinh kính Chúa ở bên ngoài mà thôi. Nhưng mà người kính sợ Chúa thật sự, người đó cũng giữ tấm lòng của mình một cách chân thật, ngay thẳng, từ trong suy nghĩ cho đến lời nói của mình. Thi Thiên đoạn 19 câu 14, đây là lời của vua David đã chép thế này. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý ngài. Ở đây vua David đã nói rằng là nguyện cái sự suy gẫm của lòng ông được đẹp ý Chúa và lời nói của miệng ông cũng được đẹp lòng Chúa nữa. Chúa dạy tôi khi mà tôi được Chúa ngài thay đổi một điều rằng là để đời sống mình được phước và được chuyển sang một hướng đi mới thì trước hết lời nói của mình cần phải được Chúa thay đổi. Tại sao mà Chúa lại ban ngôn ngữ mới cho 120 môn đồ tại phòng cao tại Jerusalem trước khi họ thay đổi thế giới? Là bởi vì cớ nếu mà 120 môn đồ của Chúa không được thay đổi trong lời nói của họ, không nói tiếng mới, không có những cái lời cao trọng của Đức Chúa Trời ra từ ngôn miệng của họ thì họ sẽ không thể được Chúa ngài sử dụng để thay đổi thế giới. Quý mà cho em có tin rằng là tôi và chúng ta sẽ là những người có thể ảnh hưởng và thay đổi những người xung quanh mình không? Chúng ta có thể thay đổi gia đình của chúng ta, thay đổi vợ, thay đổi chồng, thay đổi con cái của chúng ta qua lời nói của mình không? Xin Chúa ngài cho chúng ta luôn suy gẫm những điều đẹp lòng Chúa và nói ra những điều đẹp lòng Chúa. Đừng nói ra những lời cay đắng hoặc là làm tổn thương lẫn nhau ở trong gia đình của mình, hoặc là nói ra những lời rủa xả, những lời tiêu cực cho bản thân mình. Hãy chúc phước, hãy cố gắng nhịn nhục. Nếu chúng ta cảm thấy mình không thể nào nói được những điều tốt lành được thì chúng ta tốt nhất hãy nên im lặng. Đừng nói ra những gì nó làm cho cuộc đời của chính mình bị ảnh hưởng xấu và những người xung quanh của chúng ta cũng bị ảnh hưởng xấu. Người làm đẹp lòng Chúa sẽ luôn luôn nói những lời tích cực, nói những lời đức tin, nói những lời đẹp ý Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Và điều thứ hai để chúng ta có thể sống một đời sống làm đẹp lòng Chúa đó là chúng ta sống có đức tin. Hebrew 11 câu 6 chép rằng vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm ngài. Chúa nói cái điều thứ hai để Chúa có thể đẹp lòng đó chính là người đó phải có đức tin. Có đức tin thể hiện ở trong việc gì quý mài chen? Ở đây trong phần cuối của câu này cho chúng ta thấy được đó chính là Chúa chính là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Chúa. Đức tin của chúng ta được thể hiện qua sự thờ phượng Chúa, tìm kiếm ngài, quý mài chen. Và một trong những điều mà Chúa ngài căn dặn người tin Chúa chúng ta đó là chúng ta cần phải giữ cái sự nhóm lại. Chúng ta đừng nên để cho công ăn việc làm của chúng ta lôi kéo chúng ta để rồi để nổi chúng ta không còn thời gian để đến tìm kiếm Chúa trong ngày Chủ nhật nữa. Người có đức tin sẽ biết đặt để Chúa trước hết ở trong đời sống của mình và Chúa là ưu tiên, là thứ tự ưu tiên trong đời sống họ. Dù công ăn việc làm của họ có béo bở hoặc là có lợi nhuận cao thế nào chăng nữa thì họ vẫn sẵn sàng để dành ngày Chủ nhật để có thể đi nhóm thờ phượng Chúa ở trong cuộc đời của họ. Bởi vì Chúa là đấng không thể nào rời đi trong đời sống của họ được, quý mài chèm. Có những khi khi mà tôi còn ở Việt Nam đó, có những khi tôi cầu nguyện khai lễ ở trong hội thánh tôi quản nhiệm. Và có lần kia khi mà tôi cầu nguyện khai lễ xong, tôi thấy cái người anh em đứng trước mặt tôi, trước khi tôi nhắm mắt tôi thấy anh ấy vẫn còn đứng ở đó. Nhưng mà khi cầu nguyện khai lễ xong, amen xong là thấy anh ấy biến mất tiêu. Tôi nói chẳng lẽ Chúa ngài cất cái người này đi nhanh vậy sao? Và không phải chỉ một lần mà là vài lần sau đó nữa. Và Chúa dạy tôi một điều rằng là
cho dù công việc của chúng ta nó có như thế nào chăng nữa, thì chúng ta cũng đừng vì cớ công việc mà chúng ta đánh đổi đi thời gian quý báu ở trong sự thờ phượng Chúa quý mạng trẻ. Người có đức tin sẽ luôn luôn nhận biết rằng sau khi tôi thờ phượng Chúa và tìm kiếm Chúa, chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho tài chánh, cho công ăn việc làm của tôi sau đó gấp bội phần hơn. Chứ đừng vì một chút lợi nhuận hoặc là vì một đồng tiền nào đó mà chúng ta rời bỏ khỏi sự nhóm lại quý mài che. Dĩ nhiên có những người có những công việc mà họ bắt buộc họ phải đi ở trong cái thời điểm thờ phượng Chúa. Nhưng mà tôi khích lệ quý mài che, hãy đặt để Chúa là trước hết. Không có bất cứ một ai quan trọng hơn Đức Chúa Trời của chúng ta, nhất là khi chúng ta đang trong thời gian để chúng ta trò chuyện và thờ phượng với Đức Chúa Trời. Mục sư Trương Ghi ông đã nói với người thư ký ở trong văn phòng của ông rằng là xin cô hãy lưu ý, khi mà tôi ở trong phòng tôi cầu nguyện với Chúa, thì cho dù là Tổng thống Hàn Quốc có đến tìm gặp tôi, thì em cứ nói với người đó, với Tổng thống rằng là Mục sư Trương Ghi đang bận. Bởi vì Mục sư Trương Ghi đang tiếp chuyện với Vua của Vua và Chúa của Chúa. Và điều này làm cho tôi nhận thấy rằng những ai đặt để Chúa ưu tiên số 1 trong đời sống họ, nhất là trong thời giờ cầu nguyện và thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa, người đó sẽ được phước và được ơn của Chúa rất là nhiều quý mài chèn. Cho nên dù rằng là khi chúng ta thờ phượng Chúa mà có ai đó gọi điện thoại hoặc là liên hệ với chúng ta, nếu có thể được chúng ta có thể tạm gác qua bên, để sau khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa xong, thì chúng ta có thể liên hệ lại và Chúa sẽ ban phước cho đời sống của chúng ta. Hãy lưu ý cái cụm từ này rất là hay quý mài chèn, Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Chúa. Quý mài chị em đang tìm kiếm Chúa thế nào? Quý mài chị em đang thờ phượng Chúa thế nào ở trong ngày hôm nay và trong cuộc đời của mình? Chắc chắn sẽ có phần thưởng cho những ai chúng ta có được tiền ở trong sự thờ phượng Chúa. Matthew đoạn 6 có 33, đoạn 6 có 33 chép rằng là: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Câu 34, vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Tôi biết cuộc sống của chúng ta nhiều áp lực, nhiều lo lắng, nhiều cái sự lo toan ở trong mưu sinh của chúng ta. Nhưng mà hãy tạm gác lại những điều lo lắng đó trong lúc mà chúng ta thờ phượng Chúa. Được không quý mài chị em? Dạ, chắc chắn Chúa sẽ không để cho chúng ta bị hổ thẹn đâu quý mài chị em, khi chúng ta tin cậy Chúa. Amen, cảm ơn Chúa. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Người có đức tin sẽ luôn luôn ưu tiên trong thời gian chúng ta thờ phượng Chúa. Người có đức tin sẽ làm những việc có đức tin. Một trong những điều mà chúng ta nhìn thấy Chúa ban phước cho những ai trung tín theo Chúa, đó là Ngài cũng ban phước cho những ai có tấm lòng dâng hiến rời rộng cho công việc nhà Chúa. Ở trong Malachi đoạn 3 câu số 10, Chúa nói rằng là: các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, xem ta có mở cái cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Khi chúng ta dâng hiến mùa mười cho Chúa thì Chúa sẽ mở cửa sổ trời của Ngài ra đến nỗi mà không đủ chỗ chứa quý mài chị em. Có thể khi chúng ta mới dọn đến tại nhà thuê của chúng ta đó, chúng ta nhìn thấy bốn góc nhà thấy cái trống trơn không có cái gì hết. Nhưng mà quý mài chị em để ý đi, sau đó vài tháng hoặc là một năm sau thôi, chúng ta sẽ thấy nhà của chúng ta nó chật mít luôn, không còn chỗ để mà chứa đồ nữa. Có phải như vậy không Mục sư Tú? Dạ, Mục sư Tú ở đây 4 năm rồi, Mục sư Tú hiểu điều này hơn chúng tôi rất là nhiều. Chắc chắn Chúa sẽ đem đến những phước hạnh của Chúa đến nỗi mà không đủ chỗ chứa nữa quý mài chị em. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta theo Chúa và trung tín với Ngài, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, dù giàu sang hay là nghèo hèn, nơi tin lành được rao giảng tự do hay là nơi mà bị đủ mọi thế lực tấn công và bắt bớ, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta được phước ở trong gia đình và được phước lớn ở trước mặt mọi người đang sống xung quanh chúng ta. Đức Chúa Trời không để chúng ta đói khát khi chúng ta đi theo Ngài, nên Ngài muốn chúng ta đừng lo lắng về cơm áo gạo tiền. Ngài trung tín ở trong lời hứa của Ngài rằng dòng dõi của người công bình không bao giờ đi ăn mày cả. Xin Chúa cho chúng ta có đức tin trung tín đi theo Chúa, đừng để cho cái điều gì đó nó lo lắng bất an hoặc là vô tín của thế gian làm chúng ta lung lay trong đức tin của chúng ta khi chúng ta đi theo Ngài. Đừng để đồng tiền gắn liền với khúc ruột của mình mà phải sống khổ sở vì cỡ nó. Chưa có ai vì theo Chúa mà trở nên nghèo hơn cuộc sống trước khi đi theo Ngài. Nhưng mà ngược lại, chúng ta thấy có nhiều người họ đầy đủ hơn, no ấm và hạnh phúc hơn. Và điều quý giá lớn nhất là tên của chúng ta được ghi vào trong sách sự sống của Chúa Giê-xu ở trong vương quốc của Ngài.
chúng ta nhìn thấy được có những đất nước hàng đầu thế giới về đời sống văn minh, hạnh phúc, hiện đại, giàu có. Hầu hết đó là những quốc gia có tỷ lệ người tin Chúa rất là cao, như là những đất nước Bắc Âu, như là ở Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan, Phần Lan, Đức, và ngay cả ở Việt Nam của chúng ta thấy rằng là miền Nam chính là vùng đất màu mỡ, cây cối tốt tươi, khí hậu dễ chịu hơn là ở miền Trung và miền Bắc. Lý do tại sao vậy? Chỉ có người tin Chúa chúng ta mới hiểu được. Đó là bởi vì ở miền Nam có tỷ lệ người tin Chúa nhiều hơn và có nhiều nhà thờ, có nhiều nơi thờ phượng Chúa và sinh hoạt thờ phượng Chúa nhiều hơn. Còn ở miền Trung thì rất ít nhà thờ, quý mạng cho em. Đi xa xa, nhiều khi cả mấy chục cây số mới có một cái nhà thờ đó lại. Và nơi nào càng có nhiều người có đức tin nơi Chúa thì nơi đó Chúa sẽ ban phước cho nhiều hơn. Xin Chúa ngày cho chúng ta được phước ở trong năm mới này, khi gia đình của chúng ta và hậu thánh của chúng ta là những người sống bởi đức tin. Amen. Quý vị có tin cậy Chúa hết lòng của mình không? Dạ. Đức tin nó sẽ được thể hiện ra qua việc làm của chúng ta. Và điều thứ ba, điều cuối cùng, đó là người làm đại lòng Chúa là người có sự vâng lời Ngài. Samuel thứ nhất đoạn 15 câu 22 cho đến 23. Đây là lời của tiên tri Samuel đã nói với vua Saul như thế này. Samuel nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực, sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Đây là lời của tiên tri Samuel nói với vua Saul sau khi vua Saul đã không vâng lời Đức Chúa Trời và ông đã phạm tội với Chúa. Ông đã không giết vua Aga là vua của dân Phi Tinh theo lời của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Ngài phán qua tôi tới của Chúa rằng là sự vâng lời là điều lớn nhất. Không phải là mình dâng của tế lễ cho Chúa, dâng nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều của cải, nhiều chiên đực cho Chúa là Chúa hài lòng đâu. Nhưng mà cái điều Chúa hài lòng đó là phải biết vâng lời Chúa. Phi-rơ và các sứ đồ đã trả lời với những người bắt bớ họ khi mà họ đã rao giảng lời của Chúa như thế này: thà phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Công vụ đoạn số 5 câu 29. Và chúng ta thấy rằng là người sống vâng lời Chúa, người đó sẽ luôn luôn tìm cách để làm theo lời của Chúa. Cho dẫu thuận cảnh hay là nghịch cảnh thì họ vẫn cứ làm theo những gì mà Chúa Ngài đã phán dạy họ. Và họ sẵn sàng chấp nhận những cái giá phải trả để có thể vâng theo lời của Chúa. Và phần thưởng dành cho sự vâng lời đó là gì? Ở trong Ê-sai đoạn 1 câu 19 chép rằng: nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Quý vị thấy không ạ? Chúa Ngài hứa rằng là những ai sẵn lòng vâng lời, người đó sẽ được có những cái thứ tốt nhất của đất này. Quý vị có muốn năm mới này chúng ta sẽ có thu nhập tốt nhất không? Quý vị muốn sau này chỉ một vài năm sau thôi chúng ta sẽ có lợi nhuận tốt nhất không? Muốn có xe ô tô tốt nhất không? Chưa biết đúng không? Nhưng mà lòng mình muốn đúng không ạ? Mình muốn, mình có quyền mình nói yes. Tôi cũng muốn vậy, ai mà chẳng muốn cái điều tốt nhất. Mình cũng muốn có một cái nơi ở khang trang hơn, tốt hơn và tốt nhất, càng tốt. Nhưng mà Chúa Ngài nói rằng là nếu chúng ta sẵn lòng vâng lời thì những điều đó sẽ thuộc về chúng ta. Cái từ sẵn lòng vâng lời đây rất là hay quý mạng chị. Đôi khi chúng ta là những người có con đó, chúng ta thấy rằng là con của chúng ta đôi khi nó không vâng lời chúng ta. Rồi khi chúng ta nổi giận, chúng ta cầm cái cây, chúng ta đánh nó thì nó bắt đầu nó vâng theo lời. Nhưng mà lòng của nó không vui đúng không ạ? Nó không có sẵn lòng để vâng lời của chúng ta. Cho nên cái cụm từ sẵn lòng vâng lời đây nói về một cái thái độ mà chúng ta ưa thích những gì mà Chúa Ngài ưa thích. Chúng ta tìm kiếm những gì mà Chúa đang tìm kiếm. Chúng ta sẵn lòng làm theo những gì mà Chúa Ngài muốn chúng ta làm. Thì lúc đó, thái độ đó sẽ khiến chúng ta có được cái kết quả, đó là chúng ta ăn được sản vật tốt nhất của đất. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có tấm lòng biết vâng lời Chúa để chúng ta biết được những gì chúng ta suy nghĩ là đẹp lòng Chúa hay không. Những gì chúng ta nói có đẹp lòng Chúa hay không. Những gì chúng ta nhìn có đẹp lòng Chúa hay không. Có một số người bạn của tôi thấy họ gửi hoặc là họ xuất hiện ở trên Facebook của tôi không dám thích bạn, bởi vì cái avatar hoặc là hình ảnh ở trên trang của họ có thể nó không đẹp lòng Chúa. Đôi khi tôi phải chọn lọc những gì mà tôi nhìn, bởi vì tôi biết rằng tôi không thể nhìn vào trong những cái điều mà Chúa không đẹp lòng. Tôi vẫn là bạn của những người đó, nhưng mà có những gì chúng ta phải biết khôn ngoan để suy nghĩ rằng là liệu Chúa có đẹp lòng khi tôi
chia sẻ điều đó hay không. Tôi khích lệ anh chị em chúng ta hãy luôn luôn tự hỏi bản thân mình ra là những gì con sống, con bày tỏ ra có đẹp lòng Chúa hay không. Tôi không chỉ trích bất cứ ai, hoặc là tôi không kỳ thị ghét bỏ bất cứ ai hết. Ngay cả tội nhân tôi vẫn yêu thương họ. Nhưng Chúa Ngài nói rằng là chúng ta cần phải làm vui lòng Chúa ở trong mọi sự, quyên mạng cho em. Có những phim ảnh hoặc là có những sự giải trí mà chúng ta nên vâng lời Chúa để chúng ta từ bỏ nó. Bởi vì nếu chúng ta không chọn lọc và chúng ta không có sự giữ mình, thì những cái điều thế gian này nó sẽ khiến cho đời sống tâm linh của chúng ta bị sa sút và chúng ta sẽ yếu đuối và xa cách Chúa. Ngay cả Chúa Giêsu khi mà Ngài còn ở trên đất này, dầu rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời, Ngài là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, nhưng mà Kinh Thánh cũng nói rằng là dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên sự cứu rỗi, trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Hebrew đoạn 5 câu 8 cho đến câu 9. Thưa quý bà chị em, ngay cả Chúa Giêsu là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài cũng phải học tập sự vâng lời. Vậy thì tôi và chúng ta là ai mà chúng ta không vâng lời Đức Chúa Trời, quý bà chị em? Xin Chúa Ngài cho chúng ta có một đời sống biết vâng lời Chúa, đẹp lòng Chúa trong mọi sự ở trong đời sống của chúng ta. Phi-rơ thứ nhất đoạn số 1 câu 14 cho đến 16 chép rằng: anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội, nhưng như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: hãy nên thánh vì ta là thánh. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài nói rằng là hãy nên thánh vì Chúa là thánh. Và năm mới này chúng ta sẽ là một năm thánh cho Chúa. Chúa sẽ ban phước cho đời sống của chúng ta được dư dật ở trong mọi sự, tài sản, công ăn, việc làm. Con cái của chúng ta sẽ được khôn ngoan, học những trường tốt nhất, và chúng ta sẽ hưởng được những điều tốt nhất của đất. Cảm ơn Chúa. Và xin mời quý vị chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Sau đó chúng ta sẽ dự thi thánh, bởi vì tuần này là tuần đầu tiên ở trong tháng chúng ta sẽ có thi thánh với nhau trong ơn của Chúa. Tạ Chúa, một ngày Chúa dịch thật là tốt lành, bình an. Chúng con đã đứng ở trong nhà của Chúa, trong sân riêng của Chúa, chúng con thờ phượng Ngài, tìm kiếm mặt Ngài. Cảm ơn Chúa vì qua lời của Chúa buổi sáng này chúng con nhận biết rằng mỗi đời sống của chúng con nên sống đẹp lòng Chúa càng hơn. Bởi vì khi chúng con sống đẹp lòng Chúa thì Ngài sẽ khiến cho đời sống của chúng con cũng có thể sống đẹp lòng những người xung quanh của chúng con nữa, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài làm nên thánh đời sống của chúng con, thánh hóa chúng con từ bên trong tâm linh cho đến bên ngoài chúng con nữa, Chúa ơi. Xin sự hiện diện thánh của Chúa đi cùng với chúng con trong suốt năm mới sắp đến, để chúng con đi đâu chúng con cũng đều được phước ở trong một công việc mà chúng con làm. Chúng con sẽ được giống như là một Joseph của Chúa, dù chúng con ở trong hoàn cảnh nào thì chúng con cũng đều được phước ở trong danh của Chúa Giêsu. Vì Chúa Ngài cất nhắc chúng con và cho chúng con được thấy cuộc đời của chúng con sẽ là cuộc đời được phước, cuộc đời đầy ý nghĩa và có ánh sáng hy vọng ở trong ơn của Chúa càng hơn. Cảm ơn Chúa, cuộc đời của chúng con khi có Ngài thì chúng con có được tất cả. Khi có Ngài, cuộc đời của chúng con sẽ được thỏa lòng, được no đủ ở trong ơn của Chúa. Và không ai có thể so bì với chúng con được, bởi vì chúng con có Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng con. Xin Chúa Ngài cũng tha thứ cho những lỗi lầm ở trong năm vừa qua, hoặc là trong những thời gian qua chúng con có những điều chi chưa đẹp lòng Chúa. Xin Chúa tha thứ chúng con bởi huyết của Chúa Jesus Christ, và tâm linh của chúng con được rửa sạch khỏi tất cả những điều ô uế tối tăm, những tội lỗi vương vấn trong đời sống của chúng con cũng được Ngài giải thoát ra khỏi, để hầu chúng con được sống tự do, đẹp lòng Chúa, thờ phượng Chúa, phục vụ Ngài phải trung tín đẹp lòng Chúa cho đến cuối cùng. Còn cảm ơn Cha, chúng con dâng đời sống của chúng con, hội thánh của Chúa tại đây trong bàn tay của Ngài. Con không quên cầu nguyện. Xin Chúa Ngài ban phước cho gia đình cũng như cho chức vụ của mục sư Lê Minh Tú tại đây, Chúa ơi, để cho mục sư Tú sẽ trở thành một ngọn đèn hải đăng sáng rực rỡ cho Đức Chúa Trời chúng con ở tại vùng đất North Carolina này, để qua đời sống của ông mà nhiều người sẽ được biết Chúa Giêsu Christ, và sau này hội thánh của Chúa sẽ có một nơi nhóm rộng rãi hơn, khang trang hơn và đủ tiện nghi hơn ở trong ơn của Chúa. Nguyện Chúa Ngài mở rộng bờ cõi của nước Chúa xuyên qua nhóm nhỏ của chúng con tại đây, để hầu cho mỗi tuần lễ chúng con được thấy phước hạnh của Chúa được tràn trề, không những chỉ trong hội thánh mà thôi, nhưng mà ở trong từng gia đình của con cái Chúa là người Việt Nam chúng con đi làm định cư tại đây, Chúa ơi. Xin Chúa ban phước cho từng gia đình một, để chúng con lúc ban đầu có thể nhỏ, nhưng mà sau này chúng con càng đi với Chúa thì ơn phước của Chúa càng lần lần thêm trên đời sống của chúng con, và chúng con sẽ trở thành những nguồn phước của Chúa cho gia đình cũng như cho cộng đồng xung quanh chúng con. Để con cảm ơn Chúa, chúng con nguyện Chúa Ngài được vinh hiển cho đời sống chúng con, và chúng con xin dâng đời sống của chúng con bàn tay của Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.